chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Thần tài ban lộc phát tài, đón vận may liên tiếp, gặp thời đổi đời giàu to, tiền tiêu ba đời không hết, đón Tết thật linh đình. Quang Hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả đông đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý. Quý cô bác tuổi Giáp Thìn thân mến, cổ nhân quan niệm rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cho thấy được vận mệnh mỗi người là khác nhau. Có người sinh ra đã sung sướng từ trong trứng, nhưng tưởng cả đời sống trong vinh hoa phú quý, nhưng vì tính cách phô trương, tham lam, ham mê tửu sắc mà giàu trước khổ sau. Tuổi trẻ gian danh, nhưng nửa đời còn lại càng già càng lụi bại, cô độc, nghèo khổ, nhục nhã. Thế mới nói rằng, sống ở đời mọi chuyện luôn bất ngờ thay đổi, không đi theo đúng hướng với mong muốn của ai cả. Thế nhưng, lựa chọn cố gắng nỗ lực để phấn đấu vươn lên làm giàu để có được hạnh phúc, hay chấp nhận thất bại mà buông xuôi cho đời dùi dập hay không, là do mỗi người tự quyết định lấy, không ai bắt ép được cả. Định khuyên Giáp Thìn thật nhiều, mà lại nghĩ tuổi này máu chó, tính tình thẳng như ruột ngựa, thì khuyên cũng chỉ vậy thôi, thì cứ nhất là bét. Cứ cháy hết mình để không có gì nuối tiếc, cứ làm những gì mình muốn theo cảm xúc ở thời điểm hiện tại, thích thì bảo là thích, ghét thì bảo là ghét. Muốn làm gì thì đi làm, muốn cầm gì thì đi cầm, muốn nhiệt huyết vì điều gì thì thiêu đốt linh hồn vì điều đấy. Dám yêu dám hận, dám liều dám ước mơ, nghĩ thật kỹ rồi lao vào mà lăn xả, ngẫm thật sâu rồi lao vào mà chiến đấu. Cứ như vậy Giáp Thìn rồi sẽ sớm ổn thỏa, thăng hoa. Thực ra cái Giáp Thìn thiếu không phải khả năng bùng nổ, thăng hoa, mà là tính ổn định, tính kiên trì, sự bền bỉ và tính kỷ luật. Giáp Thìn giống như sao băng dậy, rực rỡ, huy hoàng, rồi lại lụi tắt giữa màn đêm. Vậy phải làm sao để ánh sáng đấy cứ sáng mãi không ngừng, khi đấy con rồng trong đầm phú đăng quả sẽ trở mình bay lên 9 tầng mây. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 thân mến, mới đây nhất, khi dựa vào cung mệnh và lá số tử vi thì thấy rằng, bước vào 3 tháng cuối năm 2024, nếu tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nếu tránh được 3 điều này ác khổ nạn tiêu tan, đặc biệt, cô bác sẽ bất ngờ được ơn trên ban lộc, song lộc phúc tinh cùng cao chiếu, soi rọi cho vận trình của bản mệnh rực sáng, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Không những thế, thời điểm này còn là một bước đệm rất quan trọng để những người tuổi Giáp Thìn có được sự giàu sang phú quý từ nay cho tới suốt cuộc đời. Vậy chi tiết vận trình trong 3 tháng cuối năm 2024 sẽ diễn biến như thế nào? Tuổi Giáp Thìn cần phải làm gì để đón nhận những cơ may đổi đời ơn trên ban cho? Thì ngay sau đây hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết quý khán giả nhé. Xét tổng quan vận trình tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. 3 tháng cuối năm 2024, người tuổi Giáp Thìn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội. Bản thân sẽ cảm thấy có đủ khả năng để đối mặt với những vấn đề, tuy nhiên cũng cần phải đánh giá cẩn thận trước khi đưa ra chọn lựa. Theo tử vi của 12 con giáp, trong 3 tháng cuối năm 2024, tuổi Giáp Thìn sẽ có một sự nghiệp thăng tiến, tài chính rủng rỉnh, nhưng cần phải cẩn thận quản lý tiền bạc một cách rạch ròi, chi tiêu phải thắt chặt hơn, cần có kế hoạch rõ ràng, nếu không dễ rơi vào tình trạng vay mượn. Ở phương diện tình cảm hôn nhân, tuổi Giáp Thìn có phần tẻ nhạt, phần lớn do áp lực cuộc sống, con cái mà ra. Đào hoa xấu tác động, bản mệnh nên tránh xa các mối quan hệ mập mờ kẻo lộng giả thành chân, đánh mất hạnh phúc lúc nào không hay. Sau đây sẽ là cụ thể vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện trong 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Công việc làm ăn của tuổi Giáp Thìn trong 3 tháng cuối năm 2024 cho thấy sự nghiệp phía trước không hứa hẹn một hành trình thuận lợi. Trong 3 tháng cuối năm này, người tuổi Giáp Thìn có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề phiền não và áp lực do thái tuế gây ra. Điều này có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đối với những người mới khởi nghiệp, vì họ vẫn thiếu kinh nghiệm và phải đối mặt với một môi trường cạnh tranh gay gắt. Do tính cách mạnh mẽ và kiên nhẫn, tuổi Giáp Thìn có khả năng xảy ra mâu thuẫn với người khác, thậm chí những ý kiến trái chiều, nhỏ nhặt cũng có thể trở nên nghiêm trọng dẫn đến xung đột. Tốt nhất,
Giáp Thìn nên giữ thái độ khiêm tốn và hòa nhã, tập trung vào công việc của mình. Trong quá trình đàm phán kinh doanh, Giáp Thìn phải đảm bảo kiểm tra kỹ hợp đồng. Tử vi cho thấy tuổi Giáp Thìn có thể gặp khó khăn trong điều hành doanh nghiệp và đối mặt với môi trường cạnh tranh khốc liệt. Mặc dù vận may có thể không nhiều, nhưng nếu cần thiết hãy tìm kiếm sự hỗ trợ và kinh nghiệm từ bạn bè hoặc người đi trước để giúp bạn giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả hơn. Với tất cả khó khăn và thách thức, tuổi Giáp Thìn hãy nhớ rằng điểm sáng có thể nảy sinh từ những tình huống khó khăn nhất. Vậy nên Giáp Thìn hãy duy trì tinh thần lạc quan và sẵn sàng đón nhận những cơ hội từ người khác. Trong lúc khó khăn, hãy chuẩn bị cho mình chiến lược cẩn thận, duy trì sự bình tĩnh và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, có thể giúp người tuổi Giáp Thìn vượt qua giai đoạn khó khăn trong 3 tháng cuối năm 2024. Xét về phương diện tài lộc, tử vi tuổi Giáp Thìn trong 3 tháng cuối năm 2024 tiết lộ rằng phương diện tài lộc của bản mệnh có thể gặp khó khăn. Sự tác động bất lợi từ thái tuế làm ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính của người tuổi này. Tiền bạc có thể bay đi không rõ nguyên nhân, kinh doanh không hiệu quả, đầu tư dễ thua lỗ và áp lực tài chính ngày càng tăng. Dù Giáp Thìn có năng lực nhưng hoàn cảnh khó khăn tổng thể có thể khiến Giáp Thìn gặp rất nhiều thử thách trong việc kiếm tiền, thu nhập không đạt được như mong đợi. Người tuổi Giáp Thìn là chủ doanh nghiệp phải tuân theo đạo đức kinh doanh và tránh các hành vi bất hợp pháp. Cuối năm nay, tuổi Giáp Thìn cần phải cẩn trọng về đạo đức, vì việc vi phạm có thể dẫn đến hậu quả pháp lý và làm mất đi những gì Giáp Thìn đã xây dựng. 3 tháng cuối năm 2024 này không phải là thời điểm để mở rộng quy mô kinh doanh của người tuổi Giáp Thìn. Thay vào đó, Giáp Thìn hãy tập trung việc hoàn thiện những kế hoạch hiện tại. Khi đầu tư, Giáp Thìn hãy cân nhắc năng lực của mình và không nên đầu tư mù quáng. Hãy tính toán kỹ lưỡng các khoản thu chi và hạn chế rủi ro. Nói chung, người tuổi Giáp Thìn sẽ trải qua 3 tháng cuối năm 2024 với vận khí không tốt, cần quản lý tài chính cẩn thận và tránh chi trả những thứ không đáng. Hãy lập kế hoạch ngân sách chi tiết để giảm thiểu các chi phí không cần thiết và tránh các hành vi gian lận, lừa đảo. Tuy nhiên, tiết kiệm không có nghĩa là sống thiếu thốn. Bản mệnh có thể tự thưởng cho mình một cách có trách nhiệm và hợp lý. Xét về phương diện sức khỏe, tử vi 3 tháng cuối năm 2024 cũng chỉ ra rằng sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn không thật sự ổn định do tác động của thái tuế và tam tai. Do đó, Giáp Thìn không nên coi thường bất kỳ vấn đề sức khỏe nào dù là nhỏ nhất. Để bảo vệ sức khỏe của mình, Giáp Thìn hãy tuân thủ thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đảm bảo ngủ đủ giấc để tạo sức mạnh, giúp cơ thể đối phó với áp lực đang đối diện. Duy trì chế độ ăn uống, cân bằng đủ bữa là điều đầu tiên. Giáp Thìn cần bổ sung những loại trái cây dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và uống đủ nước. Theo dõi sức khỏe thường xuyên và nếu có bất kỳ dấu hiệu gì không bình thường, hãy tới bác sĩ ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tử vi tuổi Giáp Thìn trong 3 tháng cuối năm 2024 dự báo về mặt tình cảm sẽ gặp rất nhiều bất ổn. Sự ảnh hưởng của thái tuế sẽ tác động mạnh mẽ lên mảng tình duyên gia đạo, gây thêm áp lực và gánh nặng tinh thần cho tuổi Giáp Thìn. Đặc biệt, hạn thái tuế có thể đẩy người tuổi Giáp Thìn vào tình huống tình cảm phức tạp và không ổn định. Sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn không có quá nhiều thay đổi. Trong tháng này, công việc vẫn như cũ, tiến trình cũng được bản mệnh duy trì ổn định. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy tháng này thích hợp để bạn củng cố, điều chỉnh lại các kế hoạch công việc cho chắc chắn, giảm thiểu tối đa các sự cố không đáng. Đây sẽ là giai đoạn tạo bước đà để bạn bứt phá mạnh mẽ trong các tháng còn lại của năm 2024, nhờ sự chủ động và bình tĩnh khi đối mặt với sự cố, mà con giáp này có thể khẳng định được năng lực của bản thân trước cấp trên, đó cũng là cách mà bạn tìm ra được giải pháp cho các vấn đề trong công việc. Nhìn chung, cơ hội để phát triển vẫn có, song cũng tồn tại những thách thức nhất định mà bạn không nên chủ quan. Để mọi việc được vận hành trơn tru nhất, hạn chế sự cố, bạn nên lập kế hoạch sát sao và kiểm soát quá trình cẩn thận. Xét theo hướng tích cực, những khó khăn thử thách này cũng mang đến cho tuổi Giáp Thìn cơ hội thể hiện khả năng và tài năng của mình.
bạn cần duy trì thái độ tích cực và nỗ lực bền bỉ. Tin tưởng vào bản thân và tin rằng mình có thể vượt qua mọi khó khăn. Không nên vội vã, nóng nảy, vì mọi kết quả tốt đều cần đến một quá trình dài hơi. Một số người có thể sẽ cần đưa ra một số quyết định quan trọng. Những quyết định này có thể có tác động đáng kể đến sự nghiệp trong tương lai của bạn. Trước khi đưa ra quyết định, con giáp này cần xem xét đầy đủ các yếu tố khác nhau và tham khảo ý kiến đề xuất của người khác. Bạn cũng cần giữ bình tĩnh và suy nghĩ hợp lý, chớ để bản thân bị lung lay bởi cảm xúc và căng thẳng. Các cát tinh tử vi, giải thần và chính quan đều là những sao tốt cho công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn. Do đó ở thời điểm hiện tại, bản mệnh hãy cứ tập trung vào chăm chỉ trong sự nghiệp, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng. Việc thế nào thì làm thế ấy, hạn chế tính toán những điều quá xa vời. Đồng thời, bạn cũng phải chú ý xử lý các mối quan hệ tại công sở, giao tiếp tốt với đồng nghiệp và lãnh đạo, đạt được sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tháng 10 âm lịch này tuy không có tài tinh chiếu mệnh, song tài chính của tuổi Giáp Thìn cũng không đến mức ảm đạm. Các khoản thu nhập của bản mệnh chủ yếu dẫn đến từ công việc chính. Nếu đảm bảo được công việc hiện tại phát triển ổn định thì bạn không có gì phải lo lắng về tài chính. Mặc dù vẫn có một số thách thức, nhưng bạn cũng có cơ hội kiếm thêm thu nhập thông qua làm việc chăm chỉ và đầu tư thông minh. Con giáp này có thể cân nhắc tìm kiếm một số công việc tay trái hoặc công việc bán thời gian để bổ sung thu nhập của mình. Bên cạnh đó, đừng quên tiết kiệm nhiều hơn bằng cách thay đổi thói quen chi tiêu và tập trung quản lý tài chính thích hợp. Đó là cách giữ tiền bền vững. Với người làm kinh doanh, áp lực cạnh tranh vẫn còn đó. Các đơn hàng vẫn có nhưng đa phần không chất lượng. Các khoản chi phí bên lề phát sinh nhiều. Trong khi doanh thu không tăng, hầu như lãi vẫn chưa thấy. Bạn cần xem xét lại cách thức thực hiện, sai chỗ nào cần sửa ngay. Có như vậy tình hình mới chuyển biến tốt. Thời điểm này, bản mệnh không nên cố chấp ôm đồm nhiều việc cùng lúc bởi hiệu quả không cao, thu nhập không tăng mà áp lực tinh thần ngày càng nặng nề. Hãy cố gắng làm tốt nhất những việc trong tay, đó cũng sẽ là nguồn thu ổn định và an toàn cho bạn. Với lợi thế là đang có sẵn kinh nghiệm, một số người có thể gặp phải một số chi phí bất ngờ hoặc rủi ro khi đầu tư. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào, tuổi Giáp Thìn cần đánh giá cẩn thận những rủi ro tiềm ẩn và lợi ích thực tế ra sao, cũng như tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia, chớ nên mù quáng theo đuổi lợi ích ngắn hạn mà gây tổn hại đến sự an toàn tài chính lâu dài. Ngoài ra, bạn nên cẩn thận khi cho vay mượn tiền bạc, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. Đây đã là thời điểm cận cuối năm 2024 rồi, hãy lấy tích lũy làm trọng để chuẩn bị đón năm mới sung túc đủ đầy hơn. Tháng này đời sống tình cảm của tuổi Giáp Thìn cũng sẽ tràn đầy cảm xúc lãng mạn. Bạn biết cách duy trì các mối quan hệ của mình ở tình trạng hài hòa, ít có xung đột. Chuyện tình cảm của các cặp vợ chồng không có nhiều xáo trộn. Bất chấp một số thách thức, bạn cũng có cơ hội cải thiện mối quan hệ của mình với người ấy. Thông qua việc tăng cường giao tiếp và bao dung cho nhau, con giáp này cố gắng lắng nghe nhiều hơn ý kiến, tâm tư và cảm xúc của đối phương, sau đó mới bày tỏ quan điểm, cảm xúc của riêng mình. Bằng cách thấu hiểu lẫn nhau, bạn có thể giải quyết mọi vấn đề giữa cả hai, đồng thời củng cố niềm tin với người ấy. Người độc thân tháng này có thể tăng cơ hội thông qua các hoạt động xã giao. Có điều, để tìm được người phù hợp không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu tìm thấy người ưng ý, bạn hãy mở lòng để đón nhận, cơ hội là do chính mình tạo ra. Tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Thìn trong tháng 10 âm lịch này khá ổn định, không gặp bất cứ tình trạng bệnh tật nguy cấp nào phải lo lắng. Dù vậy, bản mệnh vẫn cần chú ý duy trì sức khỏe thể chất. Ngoài việc ăn uống điều độ, bạn cũng nên chú ý điều tiết tâm trạng khi gặp tình trạng bế tắc. Con giáp này nên tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ về mặt tinh thần bằng cách nó nói chuyện với bạn bè và gia đình. Chỉ khi tinh thần thoải mái thì sức khỏe mới được đảm bảo. Ngoài việc tự chăm sóc bản thân, bạn cũng nên quan tâm nhiều tới tình trạng sức khỏe của người thân trong gia đình đó. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tháng này, tam hợp đem lại nhiều tác động tích cực cho sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn. Hãy nắm bắt các yếu tố thuận lợi này. Bạn hoàn toàn có thể chinh phục được mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái được những thành tích bất ngờ. Các mối quan hệ xã giao hài hòa là một trong những yếu tố lớn góp phần tạo nên thành công của bạn. Con giáp này đi đến đâu cũng được mọi người giúp đỡ, khiến cho công việc khó khăn cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Thêm vào đó,
tháng này bản mệnh còn có cơ hội gặp được người đồng chí hướng hay người có nhiều quan điểm phù hợp để việc hợp tác với nhau suôn sẻ, đôi bên cùng thúc đẩy nhau tiến về phía trước. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành tích cao đến đâu, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo quá mức có cách hành xử không phù hợp. Nguyệt lệnh Lâm Mộ Dẫn sẽ đem tới ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến cho vận trình sự nghiệp của bạn, phong thái làm việc chuyên nghiệp. Nghiêm túc của tuổi Giáp Thìn khiến kẻ tiểu nhân không thể lên tiếng dị nghị. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ nhăm nhe tìm thời điểm bạn sơ suất để hãm hại bạn. Tình hình tài chính của tuổi Giáp Thìn trong tháng 11 âm lịch này có những bước tiến tích cực, nhiều khoản tiền đổ về túi dồn dập, giúp bạn không còn phải lo lắng đến vấn đề chi tiêu. Bản mệnh có thể mua mọi thứ mình thích một cách hoàn toàn thoải mái, không phải cân nhắc quá nhiều. Với người làm công ăn lương, thành tích khả quan trong công việc giúp cho con giáp này nhận được nhiều tiền thưởng nóng hoặc hoa hồng. Đây là thành quả vô cùng xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra. Nếu sắp xếp được thời gian rảnh, bạn hoàn toàn có thể nhận thêm các công việc tay trái để góp phần cải thiện thêm thu nhập. Cầm tiền trong tay, tuổi Giáp Thìn cũng có thể nghiên cứu thêm về các lĩnh vực đầu tư. Hãy tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm để đưa ra quyết định đúng đắn, tránh nhầm lẫn gây hao tài nhé. Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng quan hệ xã giao, ký kết hợp đồng. Tháng này hứa hẹn bản mệnh sẽ được tiếp xúc với những đối tác lớn. Nếu đôi bên có thể hợp tác, thì con đường kiếm tiền sẽ hanh thông hơn trước nhiều. Có điều, do ảnh hưởng của Nguyệt lệnh Lâm Mộ, bạn không nên vội vàng nghe theo ý kiến của bất cứ ai, bởi có thể lời khuyên của đối phương không hoàn toàn phù hợp với bạn. Trước khi làm việc gì, con giáp này cũng hãy cân nhắc đến năng lực và hoàn cảnh thực tế của mình nhé. Trái ngược với những biến chuyển tích cực trong sự nghiệp cũng như tài lộc, thì con đường tình duyên của tuổi Giáp Thìn tháng này lại gặp phải nhiều trắc trở. Người đã lập gia đình cần nhắc nhở bản thân kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, đừng vì một điều gì đó chưa vừa ý mà lớn tiếng trách móc nửa kia. Có thể những hành động bạn cho là bình thường lại khiến nửa kia phải tổn thương sâu sắc. Nếu có điều gì bất mãn, bản mệnh cần trò chuyện và góp ý nhẹ nhàng với đối phương. Đừng giấu trong lòng rồi cuối cùng lại khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng quá mức. Vợ chồng có thể trao đổi với nhau thì việc gì cũng sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Với người còn độc thân, nếu có ai đó dành tình cảm cho bạn thì bạn cũng nên thử cho đối phương cơ hội, hoặc nếu từ chối thì bạn cũng nên từ chối một cách lịch sự, tránh khiến cho đối phương tổn thương. Tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Thìn nhìn chung là ổn định. Trong tháng 11 âm lịch này, nhờ có tinh thần phấn chấn, hăng hái mà bạn làm việc gì cũng trôi chảy và gặt hái được thành công. Thời điểm này, có thể bản mệnh sẽ phải di chuyển khá nhiều. Vì thế mà bạn cần phải hết sức giữ gìn sức khỏe cũng như chấp hành nghiêm túc luật giao thông, tránh làm việc hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, kẻo hung tinh bạch hổ có thể gây ra họa huyết quang đáng tiếc. Ngoài ra, cũng không nên cố gắng quá mức kẻo gây tổn thương cho cơ thể, hãy dựa dẫm vào con cháu của mình nhiều hơn, đừng nên việc gì cũng tự giải quyết. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tháng này, dù đã bước vào thời điểm cuối năm 2024 âm lịch, nhưng sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn lại chẳng suôn sẻ hơn khoảng thời gian trước đó, thậm chí nhiều rắc rối liên tiếp xảy ra, khiến cho bạn sức đầu mẻ trán tìm cách ứng phó. Thời điểm này, bản mệnh nên hết sức đề phòng những mối quan hệ xung quanh mình. Có thể sẽ có kẻ tiểu nhân cố tình tỏ vẻ thân thiết tiếp cận bạn, nhưng mục tiêu là phá rối công việc của con giáp này. Do đó, bạn cần phải có cách nhìn người chuẩn xác hơn. Không phải ai cứ nhiệt tình với mình là đã thực sự muốn tốt cho mình. Trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, bạn cũng cần có cách cư xử khéo léo, tránh gây thù chuốc oán với người khác. Hãy học cách lắng nghe nhiều hơn là phản bác, có thể bạn sẽ nhận ra được những ý hay trong quan điểm của mọi người. Tháng này khuyên tuổi Giáp Thìn trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng cần nhìn nhận rõ thực tế trước mắt, đặc biệt là với người làm lãnh đạo. Đừng để những lời suối bẫy của kẻ xấu làm lung lay ý chí hoặc đưa ra những nhận định sai lầm, dẫn đến những quyết định thiếu chính xác. Dù rắc rối liên tiếp xảy ra, nhưng con giáp này cũng đừng nên quá chán nản, bởi các tinh thiên đức vẫn luôn ở bên phù trợ bạn. Chỉ cần bản mệnh nghiêm túc với công việc của mình, hạn chế lo chuyện bao đồng, hạn chế mâu thuẫn với người khác, thì đến cuối năm công việc cũng vẫn sẽ dần dần vào guồng, nhiều rắc rối giảm bớt, bạn có thể yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ dài. Vận trình tài lộc của tuổi Giáp Thìn trong tháng 12 âm lịch này không có nhiều bước phát triển tích cực do ảnh hưởng của cục diện tương phá. Vì vậy mà bạn cần chú trọng đến việc tiết kiệm chi tiêu,
Không nên mua sắm quá thoải mái, kẻo lại đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Người làm công ăn lương tốt nhất nên tập trung hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ của mình. Chỉ cần hoàn thành tốt công việc thì bản mệnh vẫn nhận được khoản lương, thưởng cuối năm đều đặn. Hãy thận trọng khi nghe theo lời khuyên của người khác. Bạn cần phân biệt được người ngay kẻ gian để không mắc bẫy, gây ra những sai sót phải đền bù bằng tiền của chính mình. Người làm kinh tế tốt nhất nên hoàn thành nốt các dự án còn dang dở, chớ nên nóng vội mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư vào những hạng mục mà mình chưa chuẩn bị kỹ. Thời điểm cuối năm cạnh tranh buôn bán khá gay gắt, con giáp này cũng nên chú ý đến tình hình thị trường và các động thái của đối thủ cạnh tranh. Có thể sẽ có kẻ chơi xấu, tạo tiếng xấu cho bạn. Bạn cần phải bình tĩnh dùng kinh nghiệm của mình để ứng phó với mọi tình huống. Tuy nhiên, túi tiền của tuổi Giáp Thìn vẫn sẽ được đảm bảo phần nào do tác động tích cực của các tinh thiên đức. Con giáp này hãy làm ăn lương thiện, bạn sẽ tạo dựng được lòng tin cho khách hàng. Bạn không cần phải quá phô trương, chỉ cần cung cấp cho khách hàng những mặt hàng với chất lượng tốt và mức giá hợp lý thì người mua chắc chắn sẽ quay lại. Phương diện tình cảm của tuổi Giáp Thìn tháng này cũng khá u ám do bị nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan tác động. Bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với những nguy cơ hoặc tổn thương, từ đó không mất bình tĩnh trước những tình huống bất chợt xảy đến. Với người độc thân, một số người vẫn thường nghĩ đến những đổ vỡ, tổn thương trong quá khứ, nên không dễ dàng mở lòng với ai. Nhìn chung, bạn có xu hướng từ chối tất cả mọi người tiếp cận mình. Ngược lại, một số người có thể cảm thấy rung động với ai đó sau một vài lần gặp gỡ, song bạn không nên đưa ra quyết định đến với đối phương quá vội vàng. Với người đã lập gia đình, áp lực phải chịu đựng ngoài xã hội khiến bạn thường trút giận lên đầu người ấy. Hãy nhớ rằng, nửa kia cũng sẽ không thể nhẫn nhịn bạn mãi được. Hãy thay đổi cách hành xử của mình, đừng để những cảm xúc tiêu cực của đôi bên bùng nổ. Hai người sẽ dễ vô tình nói ra lời gây tổn thương nhau. Thay vào đó, bản mệnh hãy thử trao đổi tâm sự những khó khăn của mình với đối phương. Bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Đồng thời, có thể nửa kia sẽ đưa ra được những hướng giải quyết phù hợp, giúp bạn vượt qua khó khăn. Tháng này phải chịu đựng nhiều khó khăn trong mọi mặt cuộc sống, nên tuổi Giáp Thìn cũng khó cảm thấy vui vẻ, khỏe mạnh. Nhưng may mắn là bạn cũng không mắc phải bệnh nặng. Mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Hãy học cách mở lòng mình và tâm sự với người đáng tin cậy nhiều hơn. Bản mệnh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đừng giữ áp lực trong lòng khiến mình thêm căng thẳng. Nếu có thời gian rảnh, hãy rèn luyện thể dục thể thao hoặc ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Việc này cũng sẽ giúp bạn giảm stress, có thêm nguồn năng lượng mới tích cực hơn. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của cô bác tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là cách hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, rất kỵ với nam giới. Có câu nam La Hầu, nữ kế đô, ý chỉ đây là sao hạng nặng với tuổi Giáp Thìn nam mạng trong năm 2024. Sao này thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch, nên tránh thời điểm này nếu muốn tiến hành việc lớn. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Gặp hạn tam kheo thì nên đề phòng thương tật ở chân tay, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Ngoài ra, đi xe cộ nên cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ. Theo vận niên. Theo tử vi tuổi Thìn 2024, bước vào năm tuổi của mình, tuổi Giáp Thìn nam mạng gặp vận niên ngưu hồi sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa, ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí. Mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa các con với nhau cũng không mấy tốt đẹp, thậm chí có thể vướng tranh chấp về vấn đề đất cát. Hóa giải vận hạn. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim,
có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chác công danh, tiền tình. Đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Quá giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Đối với nữ mạng tuổi Quý Mão sinh năm 1963, theo sao chiếu mệnh, sao kế đô. Dân gian có câu nam la hầu, nữ kế đô, ngụ ý rằng nữ mạng có sao kế đô chiếu là hạng nặng. Trong năm dễ bị đau yếu, bệnh tật, tàn khó, tai nạn, họa vô đơn chí bất ngờ. Cũng cần đề phòng chuyện thị phi hay trong gia đình có chuyện không may. Cẩn trọng nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trở ngại, lao đao lận đận. Theo niên hạn, hạn thiên tinh. Gặp hạn thiên tinh chủ yếu cần chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng bị ngộ độc. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Xem tử vi 2024 tuổi Giáp Thìn nữ mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Thìn 2024, bước vào năm tuổi của mình, nữ mạng Giáp Thìn sinh năm 1964 gặp vận niên Ngưu hồi sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa, ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người thì tấm thân bớt cơ cực phần nào. Điều này ngụ ý, trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí. Mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa các con với nhau cũng không mấy tốt đẹp, thậm chí có thể vướng tranh chấp về vấn đề đất cát. Quá giải vận hạn. Cách quá giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ. Muốn quá giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, tám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dân sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Quá giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra,
Đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Nhân sinh cảm ngộ. Cô bác tuổi Giáp Thìn 1964 kính mến. Ai cũng mong muốn có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng để có được điều đó, bản thân họ phải biết tu tâm tích đức cho mình. Làm được những điều dưới đây, con người sẽ có được cuộc sống an nhàn, tâm tịnh. Cuộc đời ít gặp sóng gió, càng về hậu vận càng được hưởng nhiều phúc báo. Đừng than phiền oán trách cuộc sống. Một người thường xuyên than phiền phàn nàn rằng cuộc sống không công bằng, ông trời không có mắt, vân vân, sẽ cảm thấy sống vô cùng ngột ngạt và mệt mỏi, phúc khí cũng đều bay đi mất. Người ta thường mơ tưởng về những điều tốt đẹp ở một nơi rất xa, mà thường quên mất rằng chúng đang ở ngay bên cạnh mình và vui vẻ. Thật ra, tất cả mọi thứ đều rất đơn giản, đừng suy nghĩ quá phức tạp, có như thế, mỗi người mới sớm được hưởng phúc báo đời người. Đừng kiêu căng, tự mãn. Người kiêu căng dễ sinh lòng đố kỵ. Người không khiêm tốn thì không rộng lượng, không biết nhìn nhận cái hay cái dở, cái được cái mất trên đời. Người kiêu căng dễ sinh lòng đố kỵ, khinh bạc, thậm chí thù ghét người khác, là nghiệp ác, nên tránh. Thay vì đố kỵ, ghen ghét với người khác, bạn nên ngưỡng mộ họ và biết phấn đấu để hoàn thiện bản thân. Trong cuộc sống, người luôn đố kỵ với người khác, trong thâm tâm khó mà thanh thản, cuộc sống lắm ưu phiền. Ghen ghét với người khác là tự rước vào mình những điều tiếng thị phi của người đời. Cuộc sống sẽ không được yên ấm, vui vẻ. Đừng keo kiệt mà hãy sống khoan dung. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình. Người sống không có lòng từ bi chia sẻ, chỉ bo bo cho mình cũng là tạo nghiệp ác, sẽ chẳng được hưởng phúc báo đời người. Người này nhất định không thể tạo được nhân duyên tốt đẹp, không gặp niềm vui, không biết đến tình thương và tình đồng loại. Con người phải có một tấm lòng khoan dung, có thể chấp nhận những việc khó chấp nhận nhất của thiên hạ. Chúng ta phải học được cách khoan dung với những người không có cùng quan điểm với chúng ta, đặc biệt là những người có mâu thuẫn với chúng ta. Khoan dung với người khác, trên thực tế là khai mở sự trói buộc trong tâm hồn của chúng ta, nếu không thì chỉ có thể mang đến áp lực tinh thần lên bản thân, người bị thiệt thòi sẽ chính là bản thân mình. Phải thừa nhận rằng, giữa người với người có rất nhiều sự khác biệt. Hãy nhìn vào những ưu điểm của người khác, khoan dung với những khiếm khuyết của họ. Đừng ham muốn vật chất vô độ. Một người luôn theo đuổi những vật phẩm xa hoa, tiêu phí thoải mái, lòng tham không đáy, phải biết rằng dục vọng của con người giống như một vùng biển không thể lấp đầy. Người tham lam một khi đã chiếm được nhiều rồi, nhưng lại vẫn không cảm thấy thỏa mãn, một người có lòng tham vô độ như vậy, sẽ vĩnh viễn không tìm được một cách sống thích hợp với bản thân, người thân, bạn bè rồi cũng dần rời xa họ. Đừng khuyết thiếu tình yêu thương đối với người khác. Một người khuyết thiếu tình yêu thương, quá ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân thì sẽ khó có thể bao dung người khác. Một khi đã không thể bao dung người khác thì sẽ thường xuyên có mâu thuẫn, tranh cãi với những người xung quanh mình. Cơ hội và phúc khí cũng không ở lại bên người này. Ngược lại, một người luôn mang trong mình tình yêu thương thì có đủ độ rộng lượng và nhẫn nại trong các quan hệ xã hội như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, vân vân. Người như vậy, họ sẽ có một cuộc sống hài hòa, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng và ở họ luôn tỏa ra một sức hút hấp dẫn những người xung quanh mình, những điều may mắn cũng đến với họ. Đừng trộm cắp. Nghiệp ác này làm tiêu hao nhiều phúc đức của bản thân, lấy của người thì người lại lấy của mình, chiếm đoạt của người khác là gieo nghiệp ác, gây tranh chấp, thù hằn, vi phạm đạo đức và pháp luật. Đừng tạo khẩu nghiệp. Lời nói như dao hai lưỡi, nói điều hay lẽ phải là tốt cho mình, cho người, nói điều bậy bạ, dối trá là hại mình hại người, gây xung đột, thường xuyên bịa đặt để hại người khác là ác nghiệp. Trong cuộc sống hàng ngày, cần thể hiện sự khoan dung, độ lượng của mình đối với mọi người, dù người khác có lỗi cũng lựa lời mà nói, không được dùng từ đay nghiến xúc phạm hay làm tổn thương đến người khác. Trước khi nói bất cứ điều gì, cũng cần phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, biết nói lời hay ý đẹp, sẽ tạo phúc đức cho cuộc đời, sẽ sớm gặp phúc báo đời người, trong cuộc sống thường gặp điều lành, được nhiều người quý mến. Đừng so sánh với cuộc sống của người khác. Trong xã hội phong phú vật chất này, có nhiều người thường tự cảm thấy cuộc sống của mình không tốt bằng của người khác. Họ luôn suy nghĩ và so sánh về chức vị, so sánh thu nhập, hoàn cảnh gia đình, rồi tự đau khổ vì ghen ghét, đố kỵ.
Suy cho cùng, so sánh như vậy để làm gì, khi mà cuộc sống thì vẫn là của người khác, còn người bị tổn hại lại là bản thân mình. Đừng háo sắc. Nghiệp ác tham dâm háo sắc xuất phát từ nhục dục của con người. Con người hơn con vật ở chỗ điều khiển chế ngự được bản năng, vì nhu cầu bản thân mà tổn hại sức khỏe, vi phạm đạo đức, gây hại cho người khác và xã hội là không đúng. Ngẩng đầu cần ý chí, cúi đầu cần dũng khí. Cúi đầu không phải là hèn yếu, sợ sệt, mà là khoan dung, khiêm tốn. Người có thể ngẩng đầu là người dũng cảm, không dễ sợ hãi, nhưng người có dũng khí cúi đầu lại là bậc đại trí giả ngốc. Cuộc sống không phải dựa vào tranh giành mà có thể có được hạnh phúc và may mắn. Chỉ cần có một tâm thái bình thản, đoan chính thì bạn đã là người chiến thắng rồi. Đừng mang tâm oán giận bất kể điều gì, mà hãy thay đổi chính mình, tu dưỡng tốt tâm tính bản thân, mỉm cười đối mặt với hết thảy mọi điều trong cuộc sống. Chỉ có như vậy bạn mới thực sự là làm chủ được mình và sống được tự do, tự tại, chiêu mời được phúc khí. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong 3 tháng cuối năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.